Hello, xin kính chào tất cả các bạn đã ghé lại kênh youtube của mình Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải cái con Dubit a bay này Thì cái con này nó sẽ có tới một mặt của nó là có bốn cái cánh hoa nè đó. Thì con này nó nó giải y như con Reddy á, nó rất là dễ luôn Thì mình có, mình sẵn tiện mình có con nào là mình sẽ hướng dẫn con đó cho các bạn Giờ mình sample lên, mình xá lên rồi mình hướng dẫn cho các bạn luôn Rồi, mình đã xem bầu xong Rồi, trước tiên thì ta sẽ làm cái mặt màu trắng mình sẽ lựa cái mặt nào mà nó có hội tụ bốn cái góc trắng á thì cái mặt đó sẽ là cái mặt màu trắng đó, các bạn thấy ví dụ như cái mặt này nè nó chỉ có hai cái góc trắng này cái này không có góc trắng đúng không cái mặt này cũng vậy nè nếu mình quay về đây nè đó nó chỉ, cũng chỉ có hai góc trắng hai này không có nè thì cái mặt trên đây là nó hội tụ bốn góc trắng tức là nó là cái mặt trắng đó mình đưa nó lên đưa bốn cái góc lên. Đó. Mình đưa bốn cái góc lên xong rồi bắt đầu mình sẽ đưa bốn cái cánh qua nó lên. Thì đưa bốn cái cánh qua nó rất là đơn giản luôn. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đây con trắng đỏ nè. Các bạn thấy không? Trắng đỏ thì đây là màu đỏ nè, trắng đỏ. Thì mình sẽ đưa nó qua cái màu đỏ. Đó. Mình đưa mình đã vậy nè, cái màu đỏ này nè nó chung với cái màu này còn màu trắng nó nằm dưới đáy. Đó, thì mình sẽ đưa lên đây mình thì giờ mình sẽ đưa cái này xuống. Mình đón nó gặp nó vô đưa nó lên đó là ta đã được trắng đỏ Rồi đây nè trắng với xanh lợt nè đó ta cũng quay qua đây xong ta quay qua đây đó ta dùng cái công thức bánh bánh lăn nữa ta cứ quay, quay 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 cho nó qua thôi lăn nó qua thôi rồi đưa lên đây ta cái gì đưa này xuống đưa nó qua không rồi ấy, ta trả lên rồi đây nè trắng cam nó nằm đúng vị trí luôn nè không cam nó nằm vô mặt cam nè hai góc này hai góc cam nè trắng nằm dưới đáy nè đó rồi ta đưa nó xuống đón nó đưa nó lên rồi trả nó về đó là trắng cam trắng xanh thì ta sẽ phải lăn lăn cho nó qua bên đây nó lăn qua đây một nè lăn qua đây hai nè đó, màu xanh nó nằm cùng với lại hai góc xanh màu trắng nằm dưới đáy rồi ta đưa nó xuống ta đón nó lên thấy không rồi ta trả lên đó vậy là ta đã hoàn thành được cái mặt trắng với lại cái cái tầng 1 nè đó. cực kỳ đơn giản luôn rồi xong cái mặt trắng rồi tao lật lại ta cũng lật mấy cái viên vàng lên mấy cái bốn cái góc vàng lên giống như cái viên trắng hồi nãy vậy đó đó lên lật lên lật lên đó, lật lên rồi xong bắt đầu ta ta sẽ làm cái tầng này nè đó thì cái tầng này á nó hên nó nó đúng được ba màu luôn nè, thì mình sẽ xóa bớt một hai màu ra. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Khi ta đã làm xong cái mặt trắng nè, làm xong cái tầng này nè, thì ta lật bốn cái góc vàng này lên. Đó, giờ bắt đầu ta làm cái tầng này. Đó, thì bắt đầu ta tìm cái viên nào mà nó nè không có màu vàng á, viên này có vàng thì không đúng nè. Ta làm những cái viên không có vàng. Ví dụ như cái viên này là xanh cam nè xanh cam này mà nó xuống muốn đưa xuống đây nè đúng không đây màu cam nè đây màu xanh nè đó, mình đã về cho bạn hình dung viên này nó muốn qua đây thì mình chỉ việc mình đưa cái này lên nè đó giờ mình đón nó vô đó cam xanh rồi mình trả nó về thôi đó là cam xanh rồi cái mình trả cái góc vàng nó về đó mình cứ làm xong một cái là mình phải trả bốn gốc góc vàng này về rồi bên đây là xanh lợt với cam nó, nó nằm đây nè đó thì ta cũng đưa nó lên ta đón nó đó. rồi ta dòng nó đón nó thấy không rồi ta đưa nó xuống nè xanh lợt cái màu cam nè xong rồi một mỗi khi ta làm xong là ta phải trả về cái góc vàng của nó rồi ta coi, coi còn viên nào nữa nè như cái viên này nè xanh đỏ nè nó xuống đây nè nếu mà nó xuống đây rồi á mình phải giấu nó qua một bên mình 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 phải giấu nó qua một bên để mình đưa lên chứ hồi nãy hồi nãy là là nó nằm mút trên đây thì đưa xuống đây được phải không thì giờ này, nếu mà bây giờ nè các bạn mình đưa nó lên nè thì nó chạy theo phải không thì mình sẽ giấu giấu nó xuống đó. giấu nó xuống dưới đây đưa nó lên rồi mình đưa cái này lên đó. rồi mình đưa nó vô phải không xanh đỏ rồi mình trả nó về đó là nó xanh đỏ rồi đây xanh đậm với đỏ xanh đậm đỏ thì nó nằm mút đây rồi thì mình... nếu mà nó nằm ở đây nè cái viên xanh xanh đậm với đỏ mà nằm đây thì mình sẽ giấu nó qua, còn nó nằm mút đây rồi thì mình không cần giấu mình chỉ cần mình đưa lên để mình đón nó về thôi. đó, đón nó về, rồi trả xuống, rồi xong cái là mình phải trả cái góc vàng này về. nói ta coi rồi, đó là ta đã xong được cái tầng này nè, đó các bạn thấy không? xong tầng này rồi bắt đầu ta sẽ làm cái tầng cuối nữa là ta hoàn thành. thì cái tầng cuối á các bạn coi nè, nó nó sẽ đúng được một màu nè, đúng không? thì cái màu đó đúng đó, mình để đối diện với mình đó mình để đối diện còn màu này mình để đây nè do các bạn coi nào, nó là nó màu xanh nè phải không thì mình đưa xuống đây nếu mà cái viên xanh này nó nằm bên đây á viên xanh nằm nằm bên đây á thì mình đưa cái xanh này xuống đúng không còn nó nằm bên đây á thì mình mình đưa nó xuống đó mình quan trọng là mình coi nó nằm bên tay trái bên tay phải thôi thì cái này nó đang nằm bên tay trái nè nó xanh xuống nè đó các bạn thấy không thì cái màu này là màu xanh nè cái mặt này là mặt xanh thì viên xanh này mình phải đưa nó xuống đây còn nếu mà viên xanh nó nằm bên đây thì mình nó nằm bên phải thì mình đưa xuống bên phải còn bây giờ đang nằm bên trái thì mình đưa nó xuống bên trái thôi xuống xuống lên lên đó công thức nhất cơ bản của con đi luôn xuống xuống lên lên là hoàn thành đó rồi giờ là hoàn thành rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha nhớ like đăng ký và chia sẻ video cho mình nha hẹn gặp lại các bạn ở những video sau bye bye chào tạm biệt